ngồi với một bạn người Việt đang sinh sống và làm việc ở Bangkok. Cái trải nghiệm của bạn khi mà sống và làm việc ở Bangkok khoảng được một năm. Mình sống trong cái môi trường vậy riết rồi cái mình cũng hòa trong cái môi trường đó luôn. Mình muốn kiếm quán cà phê buổi sáng lại khó như vậy. Đầu tiên là ba mẹ em sợ em bị lừa đảo. Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Sunshine. Mình là Minh và hiện tại mình đang làm công việc marketing tại Bangkok, Thái Lan. Trở lại với cái chuỗi video Việt Around the World thì ngày hôm nay thì mình sẽ ngồi với một bạn người Việt đang sinh sống và làm việc ở Bangkok. Tụi mình sẽ chia sẻ về những cái trải nghiệm của bạn khi mà sống và làm việc ở Bangkok khoảng được một năm. Hy vọng là video này sẽ mang đến cho các bạn nhiều góc nhìn hay ho và thực tế. Và nếu các bạn thích những video như thế này thì đừng quên là hãy nhấn like cái video và subscribe kênh YouTube của mình để xem video vào mỗi tuần nha. Còn bây giờ thì chúng mình sẽ bắt đầu vào video thôi. Xin chào các bạn nha, thì mình tên là Hiệp. Thì hiện tại là mình đang sinh sống và làm việc tại Bangkok. Dĩ nhiên là chưa có ở đây lâu như là chị mới là... ở có 5 năm thôi, không có lâu đâu. Mình ở đây chỉ mới có 1 năm thôi. Mình cũng chưa có nói được tiếng Thái nhưng mà mình rất là yêu thích đất nước Thái Lan và mình nghĩ là mình sẽ ở đây trong một khoảng thời gian dài. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn tất cả những cái điều mà mình cảm nhận được và mình rút ra được trong vòng 1 năm sống tại đất nước này. Thật ra thì nó cũng không có gì quá là đặc biệt. Tại vì đối với tính chất công việc của em á, thì cũng không có quá là nhiều nước tuyển. Ngay lúc đó thì em tìm được một cái offer đi qua Thái Lan. Cách đó khoảng 1 tháng trước thì em có đi du lịch Thái Lan rồi. Nên là em cảm thấy là đất nước này em cảm thấy khá là đáng sống. Cho nên là em mới offer và em qua đây liền. Lúc đó thật sự em không suy nghĩ nhiều. Thú thật luôn là em cũng chỉ nói ba mẹ trước khi mà qua đây chừng 2 tuần thôi. Ba mẹ cũng rất là sốc. À vậy hả? Ba mẹ em phản ứng như thế nào? Đầu tiên là ba mẹ em sợ em bị lừa đảo. Tại vì nghe nói cứ đi lao động nước ngoài là ba mẹ cứ sợ lừa đảo. Thật ra những cái chuyện đó cũng nhiều. Em cũng trình bày với ba mẹ là kiểu thật ra đây cũng là công ty lớn cho nên ba mẹ đừng lo. Nên là cái quyết định đi qua đây của em nó cũng hơi là nhất thời xíu. Cũng may trọng vía là em khá là hợp cuộc sống ở đây. Cái thứ mà làm cho em cảm thấy vui nhất ở đây em nghĩ là một cái cuộc sống tự lập thật sự. Tại... không có bị ngoài này hết. Đúng rồi. Tại vì thật ra ngày xưa em cũng ở Sài Gòn, em cũng sống xa quê. Quê em thì ở miền Tây. Thì lâu lâu em cũng có về nhà. Và lúc đó thì cái chuyện mà gặp ba mẹ cũng dễ hơn. Từ lúc mà qua đây mình ở một cái đất nước hoàn toàn xa lạ, nền văn hóa hoàn toàn xa lạ, với những cái người mà không nói cùng ngôn ngữ mình nữa. Cái đó mới là cái cảm giác mà thật sự là tự lập hoàn toàn luôn. Chắc là chị cũng hiểu cảm giác đó. Nhưng mà em có phải là kiểu người introvert không? Lúc nãy chị nói chuyện với em thì có vẻ như em nghĩ em cũng khá là introvert, khá là nội tâm. Nên là chị hiểu, tại vì chị cũng introvert. Kiểu như lúc chị mới qua đây thì chị cũng cảm thấy là mình sống không có liên quan tới ai á, mình thấy nó thoải mái kinh khủng luôn á. Đúng không? Mặc dù lúc mà chị ở Sài Gòn thì chị cũng giống em á, lại ba mẹ chị thì ở Bình Dương, còn chị là ở Sài Gòn để học, sau đó thì chị đi làm ở Sài Gòn. Nhưng mà dù sao thì nó cũng vẫn có cái cảm giác là mình ở Việt Nam xong nhiều người biết mình, xong những gì mình làm á, mình kiểu chị không có thích người ta biết mình đang làm cái gì. Rồi đi qua đây thì nó thấy nó thoải mái hơn. Nhưng mà kiểu cảm giác cuộc sống của mình là mình chỉ cần lo phần của mình thôi, không cần phải để ý tới ai quá nhiều. Thật ra mọi người cũng nói một cái ngôn ngữ khác cái ngôn ngữ mình nói mà. Nên là có một cái lợi thế đây em rất thích là kiểu giống như là có những lúc á mình muốn thảo luận gì trước mặt người ta lại không hiểu tiếng của mình. Và những cái lúc mà nhiều khi người ta tức giận mình á, người ta nói cái gì đó mà mình cũng không hiểu nên mình cũng không quan tâm. Mình cũng không quan tâm, mình cũng không hiểu. Nên là cảm giác ở đây tuy là mình nghe ngoài đường nhưng mình vẫn có thể dành cái cuộc sống cho riêng mình. Ngay cả lúc mà mình đang ở một cái cộng đồng. Đối với em thì tại vì cái tính của em nó cũng khá là tương đối dễ thích nghi. Cho nên là em cũng không tới mức mà cảm thấy quá là lạc lõng. Nhưng mà cũng có những cái đây mình không có quen thiệt. Cái việc đầu tiên mà em sốc nhất tới giờ mà nhiều khi em vẫn không làm được. Đó chính là bên đây họ lái xe bên ngược bên mình. Nhiều khi mình đi qua đường đó, em cứ
em cứ nhìn xe bên hướng ngược lại. Nhiều lần em sắp bị xe tông. Đúng, đúng, chị cũng bị vậy. Đến năm, chị nghĩ là đến năm thứ 2, thứ 3 thì chị mới sửa được cái đó luôn ấy. Xong bây giờ chị về Việt Nam thì chị lại bị sốc văn hóa ngược. Chị đi về nhiều khi chị chạy xe luôn, chị cứ lạng qua giữa đường á. Có nhiều bạn ở trên kênh của chị xong hỏi là ủa, ở bên Bangkok có mướn xe máy hay không? Xong rồi chị mới kêu là thôi, đừng có chạy xe máy. Tại vì em có biết một điều á, mà có thể là người Việt mình chưa biết, đó là cái tỷ lệ mà tai nạn và mất vì tai nạn giao thông ở Thái là đang đứng top thế giới nha. Ok, sorry các bạn là tụi mình phải đổi hướng, tại vì ở bên ngoài trời nó hơi mưa một tí xíu. Ngoài việc chạy xe ra thì em còn thấy sốc cái gì nữa không? Thật ra cũng không phải là sốc, mà là em cảm thấy một cái điều mà em thấy thích thôi. Nó cũng liên quan tới việc thích nghi nữa, tại vì ở đây mọi người quá lịch sự đi. Cho nên là nhiều khi mình cũng phải để ý cái hành vi mình một xíu. Tất cả mọi người đều lịch sự thì thành ra mình chỉ cần sơ hở một chút thôi, mình không ý tứ một chút thôi thì mình thành ra một con người rất là kỳ cục. Giống như là cái việc mà mọi người xếp hàng ở đây nó rất là kiểu là một cái chuyện bình thường, chuyện dĩ nhiên mà ai cũng làm luôn. Em thấy những người lao động văn phòng hay những người lao động chân tay, em cũng thấy họ cũng rất là hay xếp hàng ngăn nắp. Và mọi người ở đây khi mà nói chuyện thì họ nói chuyện rất là nhỏ nhẹ đúng không? Cho nên là nhiều khi em nói chuyện ở giống như là trên BTS á, em phải để ý cái tông giọng của mình, tại vì nhiều khi mình không để ý, còn mọi người xung quanh thì nói rất là nhỏ. Nếu mà ban đầu mình qua đi du lịch á thì mình sẽ không cảm nhận được điều đó ngay lập tức đâu. Nhưng mà ở đây một thời gian rồi mình sẽ tự ngộ ra là tại sao mình lại nói to như vậy. Xung quanh mọi người nói rất là nhẹ, mọi người kiểu quá lịch sự đi. Nên là mình dần thích nghi với cái chuẩn mực đó. Nhiều khi tự nhiên đang ở trong không gian đang yên lắng, tự nhiên cái mình nói luôn một cái ai cũng nhìn mơ. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Mà cái chuyện đó ở nước mình thì lại bình thường. Đúng rồi, đúng rồi. Theo em thấy thì hiện tại em cũng khá là bị rào cản ngôn ngữ. Tại vì nếu mà ở văn phòng của em đi thì do tính chất công việc cho nên là mọi người cũng đa số nói chuyện bằng tiếng Anh rồi. Nên là cũng không có sao. Nhưng mà một khi đã bước ra văn phòng rồi, mà cái khu em sống là nó không có gần khu trung tâm lắm. Nên là những người ở đây như là họ, những người bán hàng ở chợ nè, họ không có nói được tiếng Anh. Nên là nhiều khi kiểu như em chỉ muốn order một cái món ăn nữa thôi, mà em kiểu không nói đúng cú pháp, thế là người ta đem được cái món mà mình không vừa ý, rồi mình cũng không biết thầy này như nào. Và thật ra cái đó cũng là lỗi của mình đó. Mình không có nói được cái tiếng mà họ hiểu. Cho nên là cái lúc mà em cảm thấy mình bị rào cản ngôn ngữ, chủ yếu là những cái lúc mà em ra ngoài giao tiếp với người dân Thái, người local sống ở đây. Nhưng mà em có bị cảm giác là kiểu mình nói người ta không hiểu, xong cái mình sợ, kiểu bị ngại á, có bị vậy không? Thật ra đôi khi cũng có vậy. Tại vì nhiều khi chỉ vì mình không nói được tiếng của người ta thôi mà người ta phải có thêm công chuyện để làm. Giống như em vô quán mà một cái quán quá ít người nói được tiếng Anh đó. Nên là một cái bạn nhân viên bình thường thì người ta phục vụ người Thái thì người ta sẽ phục vụ được rồi. Còn em thì người ta phải gọi người này gọi người kia. Cái cảm thấy mình hơi làm phiền người ta chỉ vì mình không có nói được tiếng của người ta. Nhưng mà sao em không xài Google Translate? Lúc đó thì tại em cũng bị đơ người ra. Bị đơ người ra. Chị đơ cái mặt chị ra luôn, xịt keo luôn. Em không có suy nghĩ được cái gì. Hay là giống chị vô thời gian đầu á, chị cũng trải qua hết những cái cảm giác mà em mới vừa kể. Thì xong chị mới thấy là sao thấy bất tiện quá vậy, xong chị mới quyết định là chị học tiếng Thái. Em có hay là phải kiểu người là hay quan sát xong rồi thấy ê cái này hay quá vậy, hay là cái này khác ở Việt Nam quá vậy, hay là gì đó kiểu như vậy không? Thật ra cũng có, tại vì tuy là em cũng ở được một năm rồi nhưng mà vẫn còn rất là nhiều điều mới với em. Chẳng hạn như cái điều mà mới nhất mà em mới phát hiện ra gần đây nhất vậy. Tại vì ở công ty của em á, có khá là nhiều quốc gia trong đó. Có thể nói như là có người Indo nè, người Malay nè, người Hàn, người Nhật, người Thái và kể cả người Việt thì rất là nhiều quốc gia. Nên là em thấy được cái sự khác biệt văn hóa của rất là nhiều quốc gia khác nhau. Có một điều mà gần đây em mới để ý, tại vì trong công ty em có khá là nhiều cặp đôi. Tại vì khá là nhiều người quen nhau. Nhưng mà kiểu là cùng một nước quen nhau hay là quen chéo? Khác quốc gia quen chéo. Em phát hiện một điều á, là con trai ở những nước như là Hàn Quốc á, thì thay vì họ quen con gái Thái thì họ sẽ thích quen con gái Việt Nam hơn. Cho nên là em mới ngộ ra một cái điều á, là cái văn hóa của người Việt mình á, nó gần với người Hàn hơn là văn hóa của người Thái và người Việt.
Cái văn hóa của người Việt mình nó sẽ gần với Hàn và Trung hơn. Trong khi cái văn hóa của người Thái em nghĩ chắc là nó sẽ gần với những nước như giống như những nước xung quanh như Lào, Campuchia đồ hơn. Cho nên là khi mà em thấy kiện cái cặp đó quen nhau như vậy á, hình như đây không phải là sự trùng hợp. Nghĩa là Hàn thì sẽ quen Việt Nam. Đúng rồi, con trai Hàn sẽ cảm thấy hợp với con gái Việt Nam hơn. Đó nhưng là có một cái đặc điểm gì mà em phát hiện ra mà tại sao con gái Việt lại thu hút con trai Hàn không? Em nghĩ là do con gái Việt cái tính cách của họ biết lo hơn cho cho người con trai hơn. Kiểu em nghĩ là con gái Thái thì sẽ có nhiều điều thú vị hơn, nhưng mà về quen nhau thì em thấy là với những anh như là người Hàn Quốc, ảnh sẽ cần một người con gái mà hay quan tâm tới ảnh hơn. Lúc mà cãi nhau em thấy con gái người Việt thì cũng có xu hướng là nhẫn nhịn hơn là con gái người Thái, mà chị không có bùng nổ kiểu. Em cảm thấy một cái điều đó, mặc dù lúc quen nhau thì em thấy là con gái người Thái sẽ chiều con trai hơn hơn là con gái người Việt, nhưng mà về những cái lúc mà nóng giận thì con gái người Việt sẽ nhẫn nhịn hơn. Thú vị nha. Nếu mà bạn nào có những cái nhận định tương tự như vậy, các bạn có thể để lại bình luận ở bên dưới. Thời gian đầu thì em cũng không biết, khoảnh khắc bây giờ thì điều em sợ nhất là không còn được ở đây nữa. Tại vì em cảm thấy cái cuộc sống của mình ở đây bây giờ đang rất là phù hợp với mình. Cảm thấy đang rất là hạnh phúc với cuộc sống ở đây. Cho nên là điều em lo nhất bây giờ là kiểu công ty lay off mình và mình không còn được ở đây thôi. Chứ em không còn lo gì quá nhiều. Tại vì hiện tại thì em quá hài lòng với cuộc sống ở đây. Thật ra nó cũng không có gì quá lớn, nhưng mà nếu mà là người Việt á thì sẽ cảm thấy là ở đây tại sao mình muốn kiếm quán cà phê buổi sáng lại khó như vậy. Ở đây quán cà phê họ tới trưa họ mới mở. Đúng là có rất là nhiều quán thậm chí là tới giờ chiều họ đã đóng rồi, họ làm còn ngắn hơn cả giờ hành chính nữa. Đúng 9-10 giờ mới mở, xong rồi chiều là 4-5 giờ đóng cửa. Thì hôm nay là mình cũng phải tìm khá là dữ dội mới ra một cái quán mà 6 giờ đóng cửa. Bởi vậy nếu mà mọi người qua đây mà du lịch nó nhiều khi người ta cũng không biết, ta nghĩ là cũng như bên Việt Nam thôi, cà phê mở từ sáng tới tối. Ban đầu em qua em cũng thấy là ủa chắc là tại quán này thôi, sau cái từ từ em coi đó là thấy gần như đa số quán mà của người local Thái á đều như vậy hết. Cho nên là cái việc mà kiếm cà phê mà đi ban đêm nó rất là hạn chế, chỉ mình chỉ đi được vài quán giống như Starbucks rồi thôi. Đúng. Bởi vậy nên là nhiều bạn người Thái á mới hỏi chị là ủa Việt Nam mày sao buổi tối mà tao thấy toàn ngồi quán cà phê, ủa buổi tối uống cà phê gì rồi không tính ngủ ha. chị thì nghĩ là chị cũng chỉ trả lời là ha sao lạ vậy, Việt Nam mình kiểu buổi tối vẫn ngồi quán cà phê, nhưng mà thực ra tụi mình đâu uống cà phê vào buổi tối đâu. Đúng rồi, mình uống cái khác, mình uống trà đào hay là đúng rồi. Với lại là ngay cả lúc mà em nói chuyện với mấy bạn người Thái á, em hỏi là kiểu họ có muốn đi uống không, kiểu tại vì giống như tiếng Anh là you want to go somewhere to drink á, thì họ nghĩ là mình sẽ đi uống rượu. Nhưng mà thật ra là nếu mà mình hỏi câu đó với một người Việt, người ta sẽ tưởng là chỉ đi đâu uống cà phê rồi thôi. Cho nên là kiểu cái lúc đó rất là kiểu họ cảm thấy em rất là lạ. Đi ban đêm mà ngủ đi uống cà phê. Thật ra ở văn phòng của em thì cũng không có quá nhiều người Thái. Nhưng mà về cái phần người Thái á, thì em thấy là sau giờ làm việc á, thì họ cũng không có rủ nhau quá nhiều bằng ở Việt Nam. Em nghĩ là ở Việt Nam mình sẽ sau giờ làm người ta sẽ rủ nhau để đi giao lưu, đi nhậu đồ nhiều hơn. Còn ở đây em thấy là thường người ta đi uống á, uống rượu uống bia rồi thì người ta sẽ hay đi với bạn hơn là đồng nghiệp. Cũng có đôi khi họ tổ chức những cái cuộc như vậy, nhưng mà nó thường là một cái bữa chính thức của công ty hơn là hơn là đồng nghiệp tự rủ nhau rồi đi nhậu giống như ở Việt Nam. Nhưng mà nếu như mà cái đó là em đang nói là người Thái, nhưng mà còn những cái người ở những quốc gia khác của Asia thì sao? Về những cái quốc gia khác ở cái công ty em có thì có những cái rất là mọi người rất là khác biệt với nhau á, giống như là ở công ty của em nè, những cái bạn mà Indonesia thì đa số những bạn đó sẽ là người đạo Hồi. Muốn rủ họ đi đi nhậu á thì đa số cũng sẽ không có nhậu, gần như tất cả mọi người đều không ăn
thịt heo. Ừ. Có cả nhóm người Ấn Độ. Ừ. Thì nhóm đó lại không ăn thịt bò. Thì và ăn... người Thái thì cũng có nhiều người không ăn thịt bò luôn. Đúng rồi. Nên là nhiều ông không ăn thịt bò, nhiều ông không ăn thịt heo thì cả đám rủ nhau không biết ăn gì hết. Ăn giờ, hải sản. Giờ chỉ còn hải sản với gà đồ ăn đi thôi. Cho nên là nếu mà rủ nhau thì cũng phải cân nhắc coi cái bữa đó là hôm đó là có những người của quốc tịch nào và ông nào không ăn được cái gì, ông nào không ăn được cái kia. Thì kiểu cũng phải lên kế hoạch lắm mới hẹn nhau được. Chị thấy cũng thú vị mà đúng không? Dạ đúng rồi. Tuy là mình không biết văn hóa của người ta nhưng mà mọi người rất là thoải mái. Nhiều bạn giống như là kiểu biết người ta là đạo Hồi rồi nhưng mà cứ vô tư gấp cho ta miếng thịt. Tại vì cái ông bạn đó là người Hàn, chắc là ông không có tìm hiểu cho nên là ông vô tư ông gấp thiệt. Mà thật ra người ta cũng lịch sự, người ta nói là người ta không ăn được thịt heo thôi. Thì lúc đó mọi người cũng cười phá lên, kiểu rất là thoải mái chứ không phải là một cái gì đó quá là căng thẳng. Những lúc vậy mình lại nói được về văn hóa của nhau nên là em thích những cái khoảnh khắc như vậy. Khi mà ở đây á thì em sống chậm hơn so với khi ở Việt Nam. Giống như là cái việc mình bước ra đường đi, thì ở Việt Nam thì em cũng lên chiếc xe máy rồi em chạy thẳng tới công ty em làm. Còn ở đây á thì em sẽ đi bộ từ từ ra BTS rồi em đợi tàu. Tàu tới cái em đi tới trạm, rồi từ trạm mới đi bộ từ từ tới công ty. Em cảm giác là khi mà em làm ở đây bằng cách nào đó em có nhiều thời gian hơn. Để em lo em lại đi trung tâm thương mại chơi hoặc là em đi ăn với bạn bè. Hay là tại vì ở Việt Nam do em có nhiều bạn bè quá nên em đi chơi nhiều quá nên thành ra em thấy là cuộc sống nó nhanh. Em nghĩ cũng vậy. Hoặc là một phần là em nghĩ là ở đây em cũng bị ảnh hưởng bởi mọi người ở đây nữa. Em nghĩ là mọi người ở đây sống chậm hơn mọi người ở Việt Nam luôn. Đúng rồi, chị cũng nghĩ vậy. Mình sống trong cái môi trường vậy riết rồi cái mình cũng hòa trong cái môi trường đó luôn. Em thấy em ở đây em sống từ từ hơn ở Việt Nam rất là nhiều. Em nghĩ là em thích em của bây giờ hơn. Em cảm thấy em bây giờ cái cuộc sống của em nó cảm thấy nó thoải mái hơn. Nó tạo cơ hội cho mình kiểu tận hưởng cuộc sống này hơn. Hoặc là ở Việt Nam em có quá nhiều việc em phải lo nghĩ mà khi em đi qua đây rồi những cái việc đó nó cũng gần như nó cắt đứt theo luôn. Ví dụ như là những việc về gia đình nè. Ở đây thì cùng lắm là em chỉ có thể gặp cha mẹ qua điện thoại thôi, nhiều khi cũng nhớ nhà nhưng mà kiểu cảm giác mình sẽ không có bị quá là lệ thuộc vô gia đình, sẽ không có quá là suy nghĩ những cái việc mà ở nhà của mình, mà cái cuộc sống nó sẽ tập trung vào bản thân mình thôi, cũng ít có gặp những cái bạn bè quá là thân thiết. Tại vì Việt Nam thì dĩ nhiên em sẽ có nhiều bạn thân hơn. Còn bạn ở đây tại vì em cũng mới qua mà họ sẽ không có thân bằng những bạn ở Việt Nam nên là em cảm giác qua đây thì cái cuộc sống nó là của em hơn. Ok, cũng hay. Thực ra là chắc là kiểu mình cũng introvert. Chị cũng introvert nên là chị hiểu. Lúc mà chị mới qua thì cảm giác cũng tương tự. Nhưng mà nhiều khi thì cũng thấy là mình cần phải socialize nhiều hơn. Đến giờ thì chị đang cố gắng để chị đi chơi với người này người kia nhiều hơn. Thời gian mình dành cho mình cũng đủ rồi. Giờ mình cần mở rộng thêm nhiều mối quan hệ khác nhau. Thế là nếu mà các bạn theo dõi kênh Sunshine thì trong thời gian tới mình sẽ kết nối thêm với rất là nhiều bạn người Việt ở Thái Lan và cả những cái quốc gia khác nữa. Những bạn mà đang trải nghiệm cuộc sống ở Thái Lan nè, và Hàn Quốc, Trung Quốc, rồi Canada, tất tần tật nhiều nước mà mình có thể kết nối được. Nên là mọi người hãy nhớ là hãy theo dõi kênh YouTube này của mình để xem thêm những cái nội dung tiếp theo. Cảm ơn Hiệp rất là nhiều vì đã tham gia cái video này của chị. Và nếu như mọi người thích video này thì nhớ là hãy like cái video nha và để lại cái bình luận cho mình bên dưới để mình có thêm động lực mình kết nối thêm với những bạn người Việt khác nữa. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại mọi người trong video tuần sau. Bye bye. Mình có một cái dự án cá nhân có tên là trải nghiệm du lịch Thái Lan cùng Sunshine. Và cho những bạn chuẩn bị đi du lịch Thái Lan lần đầu mà các bạn chưa biết đi đâu thì các bạn có thể liên hệ mình và mình sẽ giúp cho các bạn lên cái tour riêng dành cho các bạn. Đồng thời thì sẽ có người trong team mình hoặc là mình sẽ đi cùng các bạn trong những ngày mà các bạn ở Thái Lan luôn.